lúc mà anh vào chơi ấy, vốn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ vài lít thôi, hay nó còn nhả cho xanh chín, còn ăn được một vài cầu. Chứ cái lúc mà bắt đầu ham ham vào cái mà thấy nó xanh chín được không, cái anh em mà nhồi lên đấy, vào cả mấy củ để chơi đấy, thế là gần như là nó chặt chém được anh em là bằng sạch luôn đấy, nên là đa số anh em đều là té ra khỏi đấy thôi. Anh em đi chọn được con game ngon ngon uy tín hơn anh em chơi đấy. Anh em nào mà chỉ đánh vui vui đánh lướt thì lại hay đi vào những cái con game mới đấy, những cái web có khi là web sập web lỏ. Còn anh em nào mà kiểu tính đến chơi lâu dài bền thì anh em đa số đều sang quả 68 game bài này. Thì quả 68 game bài này cái là ra đời từ khá là lâu rồi, ai cũng có chút gọi là uy tín vị thế ở trong quả game tài xỉu à, lớn luôn đấy. Và bây giờ này nó phát triển này đấy, không chỉ có mỗi tài xỉu bắn cá rồi là sóc đĩa nữa đấy, rất là nhiều game mới để phục vụ cho đa số anh em luôn đấy. Mỗi anh em một tính, mỗi anh em một kiểu đấy, ra một đống game cho anh em quẩy luôn này đấy. Link tải thì tôi có để trong mô tả cũng như là bình luận đấy. Anh em nào mà đang tìm kiếm con game ưng ý để có thể chơi lâu dài thì em có thể tham khảo qua quả 68 cái bài này à. Em thấy tôi để cả 60 củ ở đây là biết là quả game nó phải uy tín, nó phải ngon nghẻ cỡ nào thì mình mới vào mình để mạnh thế chứ đúng không? Đó, chứ không tự nhiên là đâu ai cũng là chơi qua qua chơi vui và lại nhét mạnh như thế được. Đấy, game ngon nên là mình cũng yên tâm. Đấy, vào chơi, anh em chơi cũng đông này, anh em nhìn này. Mỗi tay cái nó cũng đi cứng luôn, mà tiền vào thì lúc lao phải hơi tỏi. Đây, đây tôi đang vào, đang nhìn thấy nó có quả 1-1 ở đây, tiện đường thì bắt luôn. Đấy, giờ mở ra 65 là đẹp luôn này. Ui hai à, nhưng mà nó vẫn còn 5 luôn đấy, 5-1-2 vừa hay 11 điểm, vừa xinh luôn, vừa xinh vừa tròn đấy, vừa đẹp như con tấm luôn đó. Con nghe đấy, vào ngay anh em nhẹ nhàng thôi, vào nhẹ nhàng đấy, vào thì cứ soi soi xem nó thoải mái luôn đấy. Lúc nào thấy được có quả cầu là đẹp thì bắt đầu vào dã đó, không nhất thiết là vừa vào cái đã phải đánh luôn, nó phải chơi luôn đấy, nó gọi là vào và đặt bet đi tiền luôn đó. Có thể mình vào mình theo dõi đấy, mình nhìn xem đấy, nó có quả nào hay hay, quả nào đẹp đẹp, quả cầu nào mà anh em biết đó thì em thấy nó đang đi ra được ngon thì em vào đó. Còn nếu mà nó vẫn đang đi xấu và nó hơi cắt chém một chút thì mình có thể là thong thả mình từ từ mình đợi một vài tay để cho nó vào nhịp, nó vào được cầu đã, xong rồi mình mới bắt đầu mình dẫn mình dí đấy, mình vào tiền đó. Không quan trọng là cứ về vào cái là đánh luôn đấy, mình cứ chọn được điểm đẹp đã, vào có cái điểm nào đẹp đấy, cầu đang bị gòn thì mới dã. Ôi sao hai tay nó cũng vớt chục củ rồi, nó nhẹ nhàng luôn. Mỗi tay dí cái 5 củ thôi, mỗi tay dí cái 5 củ ăn sổi cái là cũng lại được chục củ rồi đó. Có cái gì nó phải cầu kỳ đâu, có cái gì nó phải cầu kỳ, nó phải bày vẽ gì đâu đấy, vào những cái nhẹ nhàng này đấy, soi được quả cầu nào thì dã cầu đấy thôi. Đây tôi đã thấy nó có quả 1-1 này đấy, vừa dã vào hai tay 1-1 ở đây đó, ta cũng lại được chục cổ nhẹ nhàng thôi đó. Anh em thấy quả game uy tín luôn đấy, quả 68 cái bài, anh em nhớ là 68 cái bài nhá đó. Em nào mà cần thì có thể là tham khảo đấy, link để tải tôi có để trong mô tả cũng như là bình luận rồi, anh em click vào cái là download về được con mượt mà ngay đấy. Vào soi vài cầu vài đường đấy, ngày 5-7 phút ra thỉnh thoảng vào giã tay đấy, cứ vào xem có quả cầu nào đẹp đẹp con ngon thì giã tay cái là cũng lại được đôi chục củ rồi. Đấy, là 1-1 đấy, của này nó đổi cầu rồi đấy, tôi đã bắt đầu đoán đoán nghi nghi là nó sẽ đổi rồi đó. Thì ở đây nó đã giã đến cả 5 tay rồi, giã đến cả 5 tay rồi đấy, tay sau này đấy, tay sau cái nó đổi luôn này, đổi luôn phát ra đôi xỉu này đó. Tại này mình đã tránh được rồi, mình đã tránh được rồi và mình rước hai tay trước rồi, rước hai tay trước đi 1-1 thôi đấy, giã được chục củ con ghẻ luôn đó. Vào thì đầu tiên này đấy, em vào bắt đầu chơi cái thì em cứ từ từ đấy, cứ thong thả để một vài phút đấy, em check anh em soi xem có quả là cầu nào nó đang đi đẹp đẹp không, đây có 3-4 đây đó, xong rồi quả 1-1 vừa mới đổ ra này mà tôi vừa gọi là úp được hai tay này đó. Ngoài ra thì em có thể là tham khảo qua quả tỷ lệ ở đây 5-7-4-3 giả tài nó đang lệch hơn cả 7 tay luôn này
Đó thì từ đây ông có thể là rút ra được cái tỷ lệ phần trăm đấy, tỷ lệ phần trăm, nhưng mà tài nó đang gọi là nhiều hơn đây, là xỉu nó đang nhiều hơn ở nhiều này, tài nó đang hơn 7 tay thì tài nó đang gọi là được ưu thế hơn. Đó thì em có thể là vào giã một vài tay tài này, có giã một vài tay tài đó, khi muốn ra lếp được một hai được ba tay tài rồi em có thể giã làm một tay bẹt đó. Còn ngược lại nếu mà nó ra được xỉu vài tay ấy, đấy, nhưng mà để chắc nhất thì cứ để cho xỉu ra đến ba hoặc là bốn tay, bốn hoặc là năm tay rồi xong rồi anh em là giã vào tay bẹt đó. Tại vì xỉu đã gọi là nó thấp hơn hẳn như này thì thế nào nó cũng sẽ có những cái pha mà nó đánh lái lên thôi, nó sẽ đánh lái lên, nó sẽ làm cho cái pha bẹt như này để nó kéo cầu lên để về quả đẹp nhất đấy, để nó về 50-50 đó, 50 tài và 50 xỉu đấy. Và đây thì anh em có thể dựa vào cái tỷ lệ phần trăm ở đây để anh em đưa ra quyết định, để anh em sẽ giã cầu bên nào đấy, đi bên tài đi bên xỉu để về đấy, nói chung là nó cũng gồng gánh về quả 50-50 này này. Đấy, nhưng mà trước đấy thì có thể là tài đang lệch hơn thì anh em có thể là vào giã vài tay đấy, đi nó gọi là căng hơn một tí đó, tại vì nó đang được ra nhiều thì mình có thể là vào làm vài tay đấy, đi theo xu hướng hoàn toàn là ok luôn đấy. Ngoài ra anh em có thể là check qua này, check qua cho đồ thị ở đây đó, là một vài đường bóng bóng chẳng hạn đấy, nó bóng như này đấy, nhẹ nhàng ở bên dưới 10 này thì có thể là quả bẹt xỉu này, bóng ở bên trên này thì là quả bẹt tai. Còn nếu mà kiểu nhá, một cái kiểu nữa anh em được giã nữa đấy, nó là quả gấp khúc như này đấy, gấp khúc hình chữ M, hình chữ V kép như này đấy, đây là chữ V kép này, đây là chữ M này, lên sâu xuống này, lên xuống này đó. Thì anh em có thể giã quả 1-1 ở đây, giã quả 1-1 ở đây đó, đó là một vài những cái cầu, những cái mẹo mà mình có thể chia sẻ cho anh em đấy. Để anh em xem video thì không phải là chỉ có Nguyên bắt bắt mấy con cầu đẹp ở đây à, đấy ông ấy thấy ở đây đấy, chỉ cái đập luôn, dập luôn cái ui cộng tiền, ui nhìn thích nha đó. Mà mình muốn gọi là chia sẻ với em những cái kinh nghiệm của mình đã chơi mình đã trải đó, để anh em có thể là vào này có thể bắt ứng cầu nó gọi là nó chuẩn xác hơn, và có nhiều cầu đấy, nhiều cách đánh để anh em lựa chọn hơn hơn là cái cách thụ động em ngồi em chờ đợi cầu đẹp đấy. Chờ đợi cầu đẹp thì đấy cái nó sẽ rất là chắc chắn đấy, kiểu ăn chắc được bền đó. Nhưng mà có nhiều anh em thì lại không có thời gian đó, cái anh em chỉ rảnh được một chút thôi đấy, thì anh em vào tranh thủ anh em soi theo cầu đẹp này, hoặc là đánh theo phần trăm, đánh theo đồ thị cũng được đó. Cái rảnh ít nào thì vào soi theo một vài cầu đấy, anh em thấy cầu nó đi đẹp đấy, ra đúng được cái điểm mà anh em đang là muốn vào đấy thì anh em vào giã luôn đấy. Cái chỉ cần đôi tay thôi, cái đôi tay cái nó cũng trục cổ đó, tháng anh em nhân sương sương lên ít cũng phải được 200-300 rồi đó, tiền thu nhập thêm nó gọi là nó thoải mái luôn. Ok, nếu anh em thấy video của mình hay thì anh em cho mình một like, nhưng một đăng ký kênh anh em bật thông báo được để đón xem cái video mới nhất của mình. Thanks you anh em.